với chuyến đi cua UNI của mình, được thành lập từ năm 1867 tại một cửa hàng nhỏ ở Sư Lĩnh, Đài Bắc, nơi ông cua Liễn Trần bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bánh ngọt của gia đình. Chữ cua là họ của ông, còn UNI là bắt nguồn từ hội quán của tổ tiên. Ngày nay, cua UNI không còn là một thương hiệu bánh ngọt bình thường, mà còn là giá trị văn hóa lịch sử của ngành bánh ngọt, là một thương hiệu dẫn đầu trong cả nước trong hơn một thập kỷ. Ngoài giá trị kinh doanh, họ mang trong mình sứ mệnh lưu trữ và bảo tồn phong tục tập quán truyền thống, để dù thời gian có đi qua, lớp người đến rồi đi, nhưng cái nền cha ông vẫn ở đó và sống mãi trong linh hồn của bảo tàng. How to